Hey, em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô công viên Everland nha, công viên lớn nhất ở Hàn Quốc này. Nó làm giống như mô hình công viên Walt Disney rồi đó. Công viên này thì của tập đoàn Samsung. Nguyên khu đất này là của Samsung hết. Hầu như ở ở Hàn Quốc này là tập đoàn Samsung là tập đoàn mà tài trợ, một tập đoàn là nuôi sống cả đất nước. Đây, chụp anh. Đây, chụp cho. Đây. Để mình chụp hình tí nha. Đây quán bán quá trời đồ chơi luôn, lúc nãy vô siêu thị mua chi là đây quá trời luôn nè. À để lại đoàn tập trung cái đi rồi. Ở Hàn Quốc này thì mọi người đều sinh ra và lớn lên rồi mất đi thì cũng qua tập đoàn Samsung ha. Bệnh viện, trường học, xe cộ, rồi nhà tang lễ, đất đai, rồi nó Samsung là một cái đi đến hút suốt cuộc đời mình luôn á. À, chứ không phải là mình biết thông qua mấy cái sản phẩm điện tử không ha. Không ngờ ở đây thì nó lại lớn đến như vậy. Đây tôi giới thiệu mọi người, đây là chúng tôi chuẩn bị là vô công viên Everland ở Hàn Quốc nha. Công tơ, chỗ công viên này đây là anh hâm mộ của cái bạn đang quay, nhưng mà anh hâm mộ cái bạn đó, bạn đang quay của bạn đó, nhưng mà không biết là fan hâm mộ cỡ nào, mà chỉ cần sai tí là cái người quay đó chết chính người hâm mộ liền đó. À công viên thiệt lớn luôn ha, đẹp, đẹp. 72.000 nhân viên làm ở trong cái công viên này. Nghe nói công viên này là làm theo mô hình của Disneyland. Cái tài trợ chính là do tập đoàn Samsung. Disneyland có ở nhiều nước lắm ha. Hồng Kông nè. Việt Nam mình cũng có nhưng mà đang làm dịch trần mất luôn. Quá tin luôn. Đây thì chúng ta đang chờ xót vé để vô ha. Nếu bình thường mình mua cái một vé này là bao nhiêu tiền rồi? Ở nếu bình thường một người vô mua là bao nhiêu tiền một vé? Mỗi người một vé. Này do mình đi trung đoàn nên cũng không biết bao nhiêu tiền một vé ha. Để mình hỏi thăm nha. À, cho em đi chung tour. Thank you. Nắng chói quá. Quá gì lớn luôn. Chúng ta cùng vô tham gia nha. Không. À đây. Chúng ta bắt đầu đi vô. Đi vô nha. À, đi một vòng đi rồi mình chụp hình sau. Trong túi nè. Rất là lớn luôn. Rất là đẹp. Những cái móc khóa, nón. Đồ chơi nít nè. Kia rồi, anh đi vậy sao sợ. Đây, chúng ta đi theo người dẫn đường một vòng.
Dạ, đi một vòng đi rồi mình tản ngay đi đâu đi. À, không ngờ hâm mộ Samsung đến như vậy luôn. Là cái hình thôi ha. Hình thôi chứ không phải là cái nhà. Ở trong đây thì có lễ hội hoa tulip. Đi đâu coi có gì nè. Lễ hội hoa tulip rồi tiếng Việt luôn hả người? Tại phải làm nhiều ngôn ngữ để cho người ta hiểu rõ hơn. Đây chứ anh. Chứ anh quay nha. À, bây giờ là 2 giờ chiều hả? 3 giờ. 3 giờ. À, chúng ta có 3 tiếng đồng hồ để đi tham quan khu vực này. Lớn lên bạn đầu nhỏ đi vô đây anh thích dữ. Bắp răng bờ xíu nữa đi. Bắp răng bờ 14.000 bịch. Một hố 14.000 là 280.000 Việt Nam. Rất là nhiều khách du lịch đến đây. Ngay cả những em nhỏ học trường ở Hàn Quốc này là cũng cũng đi đến đây để tham quan, để chơi những ngày lễ, những ngày nghỉ. Human Sky. Đây là cái bản đồ của khu Inverland. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vô sở thú với lại vườn hoa tulip. Tại bây giờ đang có hội hoa tulip. Tại bây giờ đang có cái lễ hội hoa tulip này. Có lẽ cái video này sẽ dài. Rồi ta xuống cái dốc. Ở đây toàn là sườn đồi núi không à. Đây thì hoa với lại cây anh đào với lại cái trúc. Cái trúc để có nuôi gấu trúc. Ở đây có gấu trúc màu đỏ nữa. Hả, màu hồng à. Hả? Có loại màu trắng đen, loại màu đỏ nữa, hồi nãy nó nói đó. Đó, có hình gấu trên núi nè. Có hai con hả? Có hai con panda thôi. Hai con panda. Anh đi đây trước đi. Ngồi quay. Cái gì cũng đi trước, ngồi không có được gì luôn. Giờ xuống đây là hoa không? Em đi theo cái đoàn của du lịch Việt thì cái tour này đi khu Seoul thì một người có giá là 15 triệu, 15 triệu Việt Nam, bao gồm khách sạn, ăn uống tất tần tật luôn. Còn mình mua sắm gì thì
riêng ha. Ở đó kêu đi đâu. Nói thì trên cái lúc đó thấy nuôi đồ đó. Có nuôi đồ đó. Bán cho một kem ăn. Kem không? Chắc mình có chứ. Nãy cho nó đó là nuôi đồ. Ở đây toàn là còn là những cây anh đào thôi, không có cây gì khác ha. Anh đào với lại cái thông. Ở trong đây là chim két ở đây à. Chim không thích à. Vào con chim rồi. Vào con chim rồi. Vào con chim là không thích rồi. Vào con chim rồi. Woman Sky. Thác nước. Trong đây thì có con gì đây? Ở, trong đây là con gì chú? Trong đây là hổ hả? Hổ. Và đây. Rồi nấp kỹ. Cho sư đệ coi. Nó nằm nhìn giống dẻo quá. Giống con của hôm qua mình đi ăn tỏi. Qua đây xem cho rõ hơn nha. Có một con trong cái ô này thôi. Ở đây gặm mấy cây. Thấy nó buồn nha. Cái khu này lại lớn đến như vậy. 72.000 nhân viên làm việc. Này con ô hai cẩu hả? Ồ, nó bự vậy. Hai cẩu. Cái cá mình thấy cá lại to đó. Cá, giống như cá. Ô, để cái bè đó nó trở lên nằm không cô? Rồi cái gập ngược kìa. Đâu nó rồi. Đó nó kìa, nó kìa, nó nhìn kìa. Nó bơi ngược bơi xuôi. Uống nào uống nào. Quá trời đông luôn. Nói gì? Có 4 giờ có. Nếu muốn xem phải đứng hai đội. Những bài của như thế này. Không chưa. 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 Này là 4 giờ. 3 giờ. Số này là 4 giờ.
Cái này đi chắc là đi chắc cả ngày mới giáp. Cái nón ké. Đi đi thiệt lắm. Wow. Là cái xương đầu. Thôi này đi chắc hơi tối chưa hết. Mấy ngày. Đi buổi sáng. Đi sáng tới chiều mới giáp luôn á. Có thể nó có resort á. Đây có resort á cho ở nguyên đêm. Buổi tối giờ đây chắc lạnh lắm. Bye bye. Có trực thăng nè. Rộng luôn. Này mình đi mới có một tiểu khu thôi. Giờ mình tới cái chỗ hoa đi. Nhìn nắng thì chứ mà lạnh. Có nắng thì ấm chứ hồi hết nắng nữa là lạnh. Đây có ăn uống rồi luôn, ăn uống ngủ nghỉ à, giống như là cái đảo khép kín. Đây nít nó khoái phải à. Này nó giống Wonderland ở bên Wonderland. Dễ mà. Này ở bên mình là chịu không nổi đâu, nắng vậy sao chịu nổi. Ở đây. Ủa, xếp hàng đi đâu mà đông như vậy? Ở đây mát mẻ nên mọi người đông chờ dễ chứ. Ở bên xứ nóng là chờ cái này thôi. Ô, tàu lượn siêu tốc trên kia kìa. Ủa, trên đỉnh luôn. Bên đây luôn hả ta? Nè, bên đây đấy nè. Nó đi qua bên đây luôn hả ta? À, qua bên đây luôn. Quá trời lớn luôn. Tàu lượn siêu tốc. Đi nãy giờ có nửa tiếng mà chưa tới nữa. Đông
Hả? Dễ thương quá kìa. Dân dân ơi, dễ thương quá kìa, biểu diễn kìa. Tulip.
mỏi rồi, chúng ta tạm dừng nha, chúc mọi người ngày mới vui vẻ và nhiều sức khỏe nha.